Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Ma Vật. Thì hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách vận hành với chiếc máy ZT411 của hãng Jetra này. Thì cách vận hành của máy là bao gồm những bước, đó là một là mình lắp giấy, hai là lắp mực, ba là trong quá trình sử dụng thì mình sẽ vệ sinh máy cho đúng cách để mình có thể là sử dụng máy được tốt hơn, bền hơn và lâu hơn, tuổi thọ máy là được kéo dài hơn. Thì đầu tiên em xin hướng dẫn mọi người đó là lắp giấy trước ha, lắp giấy mực. Đây thì trên đây em đang chuẩn bị một cái cuộn giấy mộc và một cuộn mực mộc. Đây, bước thứ nhất mọi người mở nắp máy lên. Để mở nắp máy thì mình sẽ kéo bên hông này, đây mở lên rồi ngựa cái nắp máy vào phần máy. Rồi để lắp giấy vào thì phía sau đây là cái thân gác giấy nha mọi người. Mọi người chú ý ở đây có một cái chốt này, mình có thể là kéo ra kéo vào này tùy theo cái khổ giấy lớn nhỏ rộng của mình. Đây thì mình để giấy vào trong này. Thì đây là máy ZT411, đây là một dòng máy công nghiệp nên có thể là để giấy đừng khay giấy là cần loại to và có thể để cuộn giấy 100 đến 150 mét nha mọi người. Đây tiếp theo sau khi mình có thể là nhìn cái hướng dẫn ở đây, đây có một cái hướng dẫn xuống này, mọi người cứ lắp theo hướng dẫn hoặc là phía trên này mọi người có thể nhìn thấy đây là có bảng hướng dẫn này, media supply là giấy này, ribbon là mực này, mình có thể lắp theo hướng thế này nha mọi người. Đây thì mình có thể là nhìn thấy nhiệt đến đó. Rồi mọi người cùng theo em để thao tác ha. Này mọi người thấy là giấy sẽ luồn theo này, sẽ luồn qua cái khe ở phía dưới máy này. Đây. Rồi. Này mọi người chú ý thêm một cái nữa ha. Đây có một cái cảm biến, cảm biến có đèn màu xanh lên đây. Đây không biết mọi người có thể thấy không ta? Đây có cảm biến màu xanh chiếu lên đây. Thì đây là cái cảm biến của máy nên cái cảm biến này yêu cầu nó có thể di chuyển ra vào, yêu cầu của nó là phải nằm trong cái trang giấy của mình. Rồi tiếp theo thêm một cái điểm chú ý nữa là đây có một cái chốt giấy, cái chốt giấy này có thể di chuyển ra vào. Đây mọi người có thể thấy là đẩy ra đẩy vào này, thì mình lúc đầu tiên là mình đẩy sát giấy vào phía trong, thứ hai đó là mình đẩy cái thân chốt giấy này vào sát vừa mép, vừa sát với lại cái mép giấy phía bên ngoài này. Để mục đích nó hai cái thân này á, ở đây mình cùng chốt này, sau đây mình cùng chốt để cho giấy không bị chảy ra chảy vào. Thì trong quá trình in thì mình cái bản in của mình nó sẽ không bị lệch. Thấy không? Mình kéo, mình nhớ là kéo giấy ra khỏi cái trục ruler nhá. Để lúc mà trục ruler kéo thì giấy có thể đi ra ngoài được. Nếu mình bỏ hụt phía sau thì nó sẽ không ra được. Đây, mọi người chú ý một số điểm đó là lắp giấy. Thì coi như là mình đã lắp giấy thành công đó. Bước tiếp theo đó là mình lắp mực. Thì ở đây có hai trục, thì trục phía sau trục giỏ này sẽ là để gắn cái quần mực vào. Để gắn quần mực thì mọi người phải xác định là mực mình là mực inside hay outside nhá. Đây là mực outside của em là mực bên ngoài này, thì mình là gắn theo hướng này này. Còn mực inside thì mình gắn ngược lại thế này thôi nhá. Nó không có thể sử dụng hết. Đây thì em gắn theo mực outside của em. Tại vì mặt mực phải nằm phía dưới, áp xuống mặt giấy. Đây mình sẽ đẩy sát quần mực vào. Thì biết không? Nó rất là nhẹ nhàng đơn giản. Rồi tiếp theo ở đây nó cũng có cái đường hướng dẫn nha, nó cũng đi theo cái đường hướng dẫn như thế này đó, thì mình sẽ luồn mực xuống cùng đầu in. Đây mọi người chú ý nhá, luồn mực xuống cùng đầu in vị trí đây. Rồi tiếp theo mình có thể là cuốn mực vào cái trục thu này. Đây em sẽ cuốn mực một tay mình giữ ha, một tay mình giữ đầu mực cũng kia, một tay mình cuốn. Rồi sau khi cuốn vào rồi thì mình có thể cuốn thêm hai vòng để cho giữ chắc cái cuộn mực, cái trục mực lại đó. Rồi sau khi lắp giấy xong thì mình đóng cái cùng đầu in xuống. Để đóng cùng đầu in xuống thì đây có một cái cần gạt màu đen này, trước này màu vàng này, mình đóng mình xuống nha. Đây đóng đây, mọi người có thể thấy là trên màn hình này, sau khi mà mình đóng xuống thì nhấn nút power này, rồi máy sẽ tự động. Đây là chế độ tự động calip máy, ở calip giấy của máy thì giấy sẽ tự động chảy ra khoảng 2 đến 3 tờ. Đây đã đúng cái khổ giấy, đây là mình đã cái máy báo trạng thái là status đen màu vàng thì không báo lỗi gì nữa. Thì đây là mình đã lắp giấy thành công, các bạn có thể xem ha. Đây là các bước lắp giấy mực rất là đơn giản, nếu mình quên mình có thể là nhìn lại hướng dẫn ở phía trên này đây. Hoặc là các đường đi của giấy. Rồi tiếp theo em xin hướng dẫn mọi người cách vệ sinh đầu in đối với máy ZT411 này. Để vệ sinh mình sử dụng một đó là cồn 90 độ và thứ hai
đó là bông y tế nhá mọi người. Thì hai cái vật phẩm này mình có thể mua rất dễ dàng ở phía bên ngoài. Thì trước khi mình vệ sinh thì mình cần phải tháo cái giấy mực ra ngoài để mình vệ sinh, thì vệ sinh đầu in và cục ruler để tháo ra. Thì mình có các bước thao tác như là, một đó là mình sẽ bật cái nắp cần gạt cùng đầu in lên để mở lên. Đây mình bật cái cần gạt này lên, bật lên đầu in sẽ bật lên. Thứ hai đó là mình xé mực để tháo mực ra nha. Thì mình có thể là xé luôn cái miếng mực này ra này, cái trục sau mình, cái mực sau mình không cần xé nhé. Rồi cái này thì em hướng dẫn mọi người luôn để tháo cái mực đã in rồi này vứt đi, tại vì cái này đã in rồi nên mình cần phải vứt đi. Nếu nó nhiều quá nữa thì mình có thể là tháo bằng cách đó là mình xoay cái nút màu vàng về phía bên trái. Rồi ở đây mình, mọi người có thể thấy là những cái thanh lên thì mình sẽ bóp nó vào và kéo cái mực này ra. Đây, mình không cần phải cuốn 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 từng cái thì nó rất là mất thời gian. Rồi sau khi mình mở ra thử dùng một ít bông gòn, cái này luôn mình di chuyển cái giấy ra khỏi vị trí của đầu in giúp em luôn nha. Có thể mình cuốn lại hoặc là mình tháo rời ra cũng được, hoặc không nhất thiết phải tháo rời. Đây mình cho một ít bông gòn, cho cồn và bông gòn. Tiếp theo ở phía dưới này mọi người có thể nhìn thấy đây là nguyên cùng đầu in, một vị trí rất là quan trọng. Đây giấy đường sơn sơn, phía trên đường sơn sơn có những cái đường ngang này là điểm đốt, thì đây là rất quan trọng. Thì mình vệ sinh bằng cách là dùng bông gòn lau. Mọi người lưu ý là chỉ lau qua một lần, không có kéo qua kéo lại. Sau đó mình sẽ lấy một cái bông gòn khác mới mình sẽ lau lại. Rồi, lau lúc nào mà mọi người thấy trên cái bông gòn nó trắng không còn dơ nữa thì thôi. Đây mọi người có thể là làm 3 4 lần để vệ sinh. Mọi người lưu ý là không kéo qua kéo lại ha. Với lại trong quá trình sử dụng nếu mình có băng nhẫn hoặc độc hồ thì mình cũng tránh tác động vào cái đầu in, tại vì nó là một vật nó dễ gây xước. Xước thì mình cần phải thay thế chứ không có thể sửa chữa cái những cái vết xước trên này được. Rồi tiếp theo mình vệ sinh cái trục ruler ở phía bên dưới. Đây rồi, trục ruler này thì mình có thể xoay được nha mọi người. Thì mọi người xoay để lau hết sạch những cái bụi bẩn với những cái gì bám lên này, tại vì hai cái này là tiếp xúc trực tiếp với giấy mực thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái bản in của mình. Sau khi mà vệ sinh xong thì mọi người được cồn thì rất nhanh bay hơi nên mọi người có thể là đợi khoảng cỡ tầm 1 đến 2 phút thì mình có thể là thao tác lắp lại giấy mực và tiến hành in như bình thường. Thì cái thời gian để mình có thể là vệ sinh máy cho nó đúng cách thì có thể là trong một ngày, nếu mà các bạn in nhiều được 10 đến 15 cuộn thì mình có thể vệ sinh một lần, hoặc là có thể là 3 đến 5 ngày. Nếu mình ít hơn siêu lỗi nó thì 3 đến 5 ngày mình có thể là vệ sinh một lần. Thì vừa rồi em đã hướng dẫn mọi người cách lắp đặt giấy mực và cũng như là vệ sinh đầu in đúng cách, vệ sinh máy đúng cách đối với dòng máy ZT411 này. Nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần biết thêm chi tiết, cần hỗ trợ thêm, mọi người có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438 thì để được nhân viên kỹ thuật của Thế giới động vật hỗ trợ thêm. Hoặc là có thể liên hệ vào website thế giới động vật.com. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế giới động vật để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.